tình yêu chăng chưa trên hoàng du. Không. Kính thưa chư quý vị và chư quý đồng đạo, Đức Tôn Sư cũng đã có dạy muốn làm tròn nhân đạo phải dư dạng tứ ân. Thì hôm nay toàn thể chư quý vị và chư quý đồng đạo được nghe một trong tứ ân, đó là ân tổ tiên cha mẹ. Với chuyên đề trên do giáo lý viên Nguyễn Thị Trang đến từ huyện Châu Phú của An Giang đảm trách, vậy thay mặt ban tổ chức xin trân trọng kính mời giáo lý viên Nguyễn Thị Trang. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa ông Nguyễn Văn Đực, là trưởng ban giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Kính thưa giáo lý viên Lê Quang Nghĩa, cũng là giáo lý viên của ban phổ truyền giáo lý, ban trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, đồng cùng chúng tôi đảm trách trong buổi sáng ngày hôm nay. Kính thưa ban quản tự chùa Bà Năm, xã Tân An. Kính thưa hội Đông Y, xã Vĩnh Sương. Kính thưa ban quản tự Võ Châu Tự, xã Vĩnh Sương. Kính thưa các vị đại diện cho đình thần Tân An, xã Vĩnh Hòa và đình thần Vĩnh Hòa, cùng toàn thể chư quý vị đồng đạo hiện diện kính mến. Thì hôm nay là ngày 23 tháng Giêng, chúng tôi được sự phân công của ban phổ truyền giáo lý, ban trị sự trung ương đến đây để cùng gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ với toàn thể chư quý vị trong buổi sáng này. Vậy thì lời nói đầu tiên mạn phép cho chúng tôi gửi đến toàn thể chư quý vị lời chúc sức khỏe an lành và lời chào mừng kính cận nhất. Kính thưa toàn thể chư quý vị, hôm nay là ngày 23 tháng Giêng, cũng vẫn còn nằm trong tháng Giêng hay quý vị, mình vẫn còn xuân, chưa có bước qua tháng Giêng mà, phải không? Cho nên hôm nay là cái ngày khai dị đầu xuân trên cái vùng Tân Châu An Phú này. Ngày mai chúng ta sẽ lại gặp nhau, ngày mốt chúng ta cũng gặp nhau, hôm kia chúng ta cũng gặp nhau, và hôm nọ chúng ta cũng gặp nhau. Từ ngày 23 cho tới ngày 27 thì tôi và toàn thể chư quý vị chúng ta sẽ cùng gặp nhau tại tất cả các ban trị sự khác nhau tại vùng An Phú, Vĩnh Sương, Tân Châu, Long An. Đó là cái nhân duyên của chúng tôi đối với toàn thể chư quý vị rất là lớn, không quý vị? Do cái sự ưu ái thương yêu của toàn thể chư quý vị là trưởng ban, phó ban, trị sự viên của tất cả các ban trị sự xã bàn sở tại, thì một lần nữa mạn phép cho chúng tôi gửi đến toàn thể chư quý vị lời tri ân vô cùng vì quý vị đã yêu thương, đã ủng hộ và đã cho chúng tôi có cơ hội để phổ truyền chánh pháp của Đức Thầy một cách sâu rộng. Lần nữa trước thềm đông mới cũng kính chúc chư quý vị mạnh lành, an khang thịnh vượng, phát lộc phát tài, và năm mới sẽ gặt hái được nhiều thành công tốt đẹp. Thì kính thưa toàn thể chư quý vị, cái lời tri ân thì nói hoài nó không có hết, phải không quý vị? Tất cả các quý cô, quý chú là trưởng ban, phó ban ưu ái và thương chúng tôi rất là nhiều. Cho nên hôm nay là cái ngày đầu tiên chúng ta khai dị trong cái năm mới này, và cũng là cái lần đầu tiên chúng tôi được đặt chân đến đây, và đây cũng là lần đầu tiên chúng ta giữ cái lời hứa trong năm rồi tại thị trấn Long Bình. Thì tôi có nói với toàn thể chư quý vị và hứa rằng năm mới này chúng ta sẽ khai dị một cái chiếc bánh đầu tiên mang tựa đề ân tổ tiên cha mẹ. Và đây là chiếc bánh khai dị, mặc dù cái da bánh nó cũng giống nhau, nhưng mà cái nhân bánh có mùi vị chua, chát, ngọt, nhẹ như thế nào thì quý vị hãy cùng tôi thưởng thức. Lúc nãy vị sứ ngôn viên đã đề cập đến đây, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhau qua cái chuyên đề, đó là ân tổ tiên cha mẹ. Nãy giờ thì chúng ta cũng biết được tứ ân là gì trong giáo lý cao siêu mầu nhiệm của tổ thầy, hả quý vị? Nếu mà chúng ta muốn giải thoát, chúng ta muốn thánh quả vị thì mình phải đền trả tứ ân. Đây là một cái điều cốt lõi căn bản
chúng ta phải hoàn mãn. Tại vì thầy dạy tu đền nợ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen, phải không? Bây giờ nợ thế chúng ta không đền, chúng ta không trả, thì làm sao mình có thể từng bước tiến tu đi đến sự giải thoát được? Cho nên tứ ân là một cái nòng cốt quan trọng vô cùng đối với toàn thể tất cả chúng ta là người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Mà trong đây ân tổ tiên cha mẹ là quan trọng vô cùng, phải không quý vị? Đứng đầu trong tứ ân. Trong thời kỳ của Đức Phật thì tứ ân của nhà Phật ân Tam Bảo đứng đầu. Tại vì lúc đó Phật Pháp Tăng rất là cao quý, kế đó là ân Quốc Dương Thủy Thổ, kế đó mới tới ân tổ tiên cha mẹ. Ân cha mẹ không quý vị, không có tổ tiên. Và cuối cùng là ân Đàn Na Thí Chủ, chứ không phải là ân đồng bào và nhân loại. Tại vì đa phần lúc đó các vị chư tăng của chúng ta là tỳ kheo, tỳ kheo ni, thì trên cái quá trình khất thực thì chúng ta thọ ân Đàn Na và Thí Chủ. Hôm nay Đức Phật Thầy Tây An của chúng ta dạy tứ ân của mình là gồm có ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân Tam Bảo, ân đồng bào và nhân loại. Và hôm nay Đức Thầy tôn kính của chúng ta cũng thế, cũng giảng dạy tứ ân là ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân Tam Bảo và ân đồng bào và nhân loại. Phải không quý vị? Đây là tứ ân vô cùng quan trọng của chúng ta. Mà trong đây dù tôi và bạn, bạn là cái người có quy y, có tu hay không, bạn là cái người thuộc tôn giáo nào tôi không cần biết, nhưng bạn sinh ra trên đất nước Việt Nam hay tất cả các nước trên thế giới thì bạn đều phải thọ ơn tổ tiên và cha mẹ. Dù người đó có tu hay không có tu thì chúng ta đều phải thọ ơn tổ tiên và cha mẹ, phải không quý vị? Nếu mà mình không có tổ tiên cha mẹ thì làm sao mình tồn tại trên thế gian này? Vì thế bạn là cái người tu hay bạn là cái người không tu thì chúng ta đều phải thọ ơn tổ tiên cha mẹ của mình. Đây là một cái điều vô cùng quan trọng. Cho nên chính vì cái sự quan trọng này, hiếu đạo của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nói riêng và toàn thể tín đồ Phật, toàn thể tín đồ nhà Phật hay tất cả các vị trên thế gian này đều phải thọ ơn tổ tiên cha mẹ. Cho nên chính vì cái sự quan trọng hôm nay tôi mới trình bày với toàn thể chư quý vị một ân trong tứ ân đứng đầu, đó là ơn tổ tiên cha mẹ. Vậy thì ân tổ tiên cha mẹ là gì? Cái chữ ân trong tứ ân đều có một cái nghĩa chung là ta phải thọ trong muôn một. Thầy dạy con người vừa mở mắt chào đời đã thấy mình phải nhờ đến sự giúp đỡ của những kẻ ở chung quanh. Cái niên kỷ càng lớn thêm bao nhiêu, sự nhờ nhõi càng tuần tự thêm nhiều chừng nấy. Đó là cái ơn mà chúng ta đã thọ trong muôn một. Còn tổ tiên cha mẹ là gì quý vị? Tổ tiên là người gián tiếp sinh ra ta. Tại sao lại gọi là người gián tiếp sinh ra ta? Tại vì nếu không có tổ tiên thì làm sao có cha mẹ, mà nếu không có cha mẹ thì làm sao có mình. Cho nên tổ tiên là người gián tiếp sinh ra ta, phải không? Vậy thì tổ tiên gồm có hai nghĩa, nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Bây giờ mình nói nghĩa hẹp trước. Nghĩa hẹp là người sáng lập ra dòng họ của chúng ta, dòng tộc họ Lê, dòng tộc họ Nguyễn, dòng tộc họ Trần. Như bản thân của chúng tôi là dòng họ Nguyễn, thì tổ tiên theo nghĩa hẹp là người sáng lập ra dòng tộc của chúng tôi, như ông bà nội, ông cố dài dài lên đời trước. Đó là tổ tiên theo nghĩa hẹp, là trong dòng tộc của mình. Đó là nghĩa hẹp. Vậy thì tổ tiên trong nghĩa rộng có ý nghĩa như thế nào đây? Có ý nghĩa như thế nào quý vị? Tổ tiên theo nghĩa rộng là chúng ta, tổ tiên của mình là người sáng lập ra giống nòi dân tộc Việt Nam. Con rồng, cháu lạc là ai quý vị? Lạc Long Quân và Âu Cơ, phải không? Là tổ tiên của chúng ta sanh ra một cái bọc, nở 100 người con. 100 người con này là tổ tiên của loài Bách Việt. Và 100 người này là tổ tiên của chúng ta,
phải không quý vị? Sau khi Lạc Long Quân gặp nàng Âu Cơ, đồng yêu thương nhau, đồng sống với nhau, sanh ra một cái bọc, nở ra 100 trứng. 100 trứng này nở ra 100 con. Đây là tổ tiên của chúng ta. Và sau khi sống một khoảng thời gian cảm thấy là không hợp thì ngài Lạc Long Quân mới nói với nàng Âu Cơ là bây giờ giống rồng và giống tiên chúng ta không thể nào hòa hợp được. Vì thế mà ta sẽ dẫn 50 con xuống biển, nàng dẫn 50 con lên núi, chúng ta chia ra để mà sống. Nếu có những cái gặp gỡ trắc trở khó khăn thì chúng ta sẽ cùng nhau để mà giải quyết vấn đề, cùng nhau giúp đỡ cho nhau. Thì 100 người con này tỏa ra khắp muôn nơi. Người con trưởng ở lại đất Phong Châu được tôn lên làm vua, lấy hiệu là Hùng Vương. Và chúng ta đã biết là trải qua 18 đời vua Hùng đã hình thành nên một đất nước Đại Việt, trung can nghĩa đảm bất khuất, và sau này hình thành qua cái sự giữ nước của Bác Hồ thân kính. Phải không quý vị? Bác Hồ chủ tịch của chúng ta có câu như thế nào? Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Cho nên hôm nay chúng ta có mặt trong hội trường này thanh tịnh, trang nghiêm, được cái sự mà ưu ái của chính quyền, thì chúng ta thấy là mình đã thọ ơn đất nước rất là nhiều. Và không những thế, tổ tiên của chúng ta ngày xưa đã gầy dựng đất nước mới có một đất nước Việt Nam trung can nghĩa đảm như hôm nay. Mà chúng ta sống ở nơi này, thọ trì và mình tu tập thì đó là tổ tiên của chúng ta. Theo nghĩa rộng, thầy giải: đừng chia lìa Bắc Tổ Nam Tông, chỉ biết giống Lạc Hồng Thượng Cổ. Tổ tiên của chúng ta rất là cao quý nha quý vị, giống rồng và giống tiên. Cho nên mình là giống Hồng Lạc Kim Chi Ngọc Diệp. Mình là Kim Chi, mình là Ngọc Diệp, rất là cao quý. Đó là tổ tiên của chúng ta theo nghĩa rộng. Vậy thì bây giờ tới cha mẹ. Cha mẹ là gì quý vị? Cha mẹ là người trực tiếp sanh ra ta, dạy dỗ ta, nuôi dưỡng ta từ thở bé cho đến lúc trưởng thành. Thầy giải: ta sinh ra ở đời được có hình hài hoạt động từ thuở bé cho đến lúc trưởng thành, đủ trí khôn ngoan, trong khoảng bao nhiêu năm trường ấy, cha mẹ ta chịu biết bao khổ nhọc. Cái cụm từ chịu biết bao khổ nhọc đó quý vị, dưới ngòi bút siêu phàm của một đấng giác ngộ là thầy của mình. Tại sao thầy không nói một khổ, hai khổ, nhiều khổ, khổ, mà là cái cụm từ chịu biết bao khổ nhọc? Tại sao? Tại vì cái cụm từ này nó đổi lấy bằng cả cuộc đời của cha mẹ ta, phải không quý vị? Ở đây quý vị chắc cũng từng có gia đình, từng làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà. Vậy thì cái cụm từ chịu biết bao khổ nhọc này có phải là đổi lấy bằng cả cuộc đời của cha mẹ ta không? Khi mà mình vẫn còn cha mẹ thì mình vẫn là đứa con nhỏ của cha mẹ. Như bản thân của chúng tôi nè quý vị, 40 tuổi rồi. Nhưng mà mỗi lần đi thuyết giảng hay đi làm cái công việc đạo sự gì đó, thì sao cái lời đầu tiên mà cha mẹ của tôi dặn tôi là phải chạy xe cẩn thận nghe con. Và khi đi làm mà về trễ một chút xíu thôi là sao quý vị? Một người thì ngồi giỏng, một người thì đi tới đi lui trong nhà. Cha tôi á, ổng thương con nhưng mà ổng không có thể hiện ra, còn mẹ thì thể hiện nhiều hơn. Mà khi mà không thấy về nghe, ý là mình cho hay trước là hôm nay con về hơi trễ thôi đó, nhưng mà cũng vẫn phải sao quý vị, gan trước đón. Gan trước không được cái đi vô không được cái đi ra, đi hoài. Cái khi nào mà thấy cái bóng xe của mình nó tới nhà rồi á, thì hai ông bà mới đi vô sau bếp, phá cửa lại, mở tủ lạnh ra là có sẵn nước trong tủ lạnh, lật cái bàn ra là có cơm sẵn đầy đủ hết, ngồi ăn cơm, trò chuyện với mẹ. Cha thì lúc đó mới vô mùng ngủ. Chúng ta thấy không, tôi 40 tuổi rồi, hơn nửa đời người rồi, mà cha mẹ vẫn tưởng đó mình là còn nhỏ, phải đứng, phải đợi, phải chờ, mặc dù cho hay rồi nhưng mà vẫn phải chờ, phải không quý vị? Cho nên đó là cái cụm từ chịu biết bao khổ nhọc của cha mẹ mình đó. Không thể nào có thể diễn tả một cách sơ sài được. Qua lời dạy của Đức Tôn Sư,
chúng ta thấy cái cụm từ này nó nặng, vô cùng nặng. Dù mình là cái người tu hay người không tu, bạn là cái người đời đi chăng nữa, bạn có cái thân xác này thì bạn phải thọ công ơn của cha mẹ, không khác được. Cái chú phía sau khóc cái gì vậy? Chưa chú ơi, không. Chưa, nó chưa có vô cái vấn đề chính. Cho nên mình phải yêu thương cha mẹ nghe quý vị. Và cái cụm từ chịu biết bao khổ nhọc này thể hiện rõ nhất qua 9 chữ cù lao trong sách thánh và 10 điều ơn của kinh Phật. 9 chữ cù lao trong sách thánh là gì? Đó là sinh, cúc, phủ, súc, trưởng, dục, cố, phúc và phục. Đó là 9 chữ cù lao. Phụ hề sanh ngã, mẫu hề cúc ngã, ai ai phụ mẫu sanh ngã cù lao, dục báo thâm ân, hạo thiên võng cực. Đó là lời của Khổng Tử dạy cho chúng ta. Cho nên hôm nay Đức Thầy dạy mình như thế nào? Sách có chữ thâm ân dục báo, phận làm người hiếu thảo noi gương, hay là lo bề cúc dục cội thun, nghe lời Thầy dạy diệt chung của đời. Rồi ca dao tục ngữ có câu như thế nào quý vị? Đội ơn chính chữ cù lao, sanh thành kể mấy, non cao sao dừa. Rất là sâu sắc, rất là nặng. Và hôm nay mình phải đền trả. Đó là chính chữ cù lao của Khổng Tử. Bây giờ 10 điều ơn trong kinh Phật là như thế nào? Thứ nhất là thập ngoạt hoài thai, ơn 10 tháng cu mang. Thứ hai là lâm sản thọ khổ, là ơn sanh một người con mà chịu khổ. Thứ ba là sanh tử vong ưu, là sanh ra một người con quên đi cái sự lo rầu. Thứ tư là yến khổ thổ cam, là ăn đắng, uống đắng tạo nên một cái dòng sữa mát ngọt để nuôi con. Thứ năm là hồi can tụ thấp, có nghĩa là cái ơn nằm chỗ ướt nhường chỗ khô cho con. Thứ sáu là nhũ bộ dưỡng dục, ơn bú mớm và nuôi nắng. Thứ bảy là tẩy trạc bắt tịnh, là ơn giặt rửa những cái đồ dơ dãi cho con. Thứ tám là diễn hành ức niệm, con đi xa cha mẹ trông nhớ. Thứ chín là di tạo ác nghiệp. Tại sao chúng ta lại dừng ở cái điểm thứ chín này? Tôi nói với quý vị nghe, nội cái điểm thứ chín này thôi chúng ta đền trả không được đó hay quý vị, mình không bao giờ đi đến sự giải thoát, huống chi là 10 điều. Nội cái điều thứ 9 này thôi là tạo cái nghiệp để nuôi con, vì nuôi con tạo nghiệp chẳng lành, hoặc là phạm tội sát sanh, hoặc là đạo tặc kết thành nghiệp sau. Khi bỏ xác hồn vào địa ngục, chịu muôn điều câu thúc phạt răng, nghĩ thương cha mẹ vô ngần, vì con mà phải trầm thân sáo được. Mình thiết đề tài hiếu, mình cười đi quý vị. Chứ mình không cười là ở dưới hồi khóc hết trơn. Và tôi thiết tôi cũng khóc luôn. Cho nên mình gán tránh những cái trường hợp mà nó làm cho chúng ta phải gơ lệ. Thưa quý vị, đây là nói về cái tâm hiếu của chúng ta. Ai đều cũng phải trải qua và ai đều cũng phải xúc động. Tôi nói quý vị này, tôi nói quý vị, cho dù như thế nào mà cái điều thứ 9 này thôi quý vị, mà chúng ta không đền trả được thì mình làm sao giữ đại hội Long Hoa? Tại vì Thầy chọn là sao? Trung và hiếu. Mà nếu mà chúng ta không hoàn mãn cái vấn đề đạo hiếu thì làm sao mình có thể giữ đại hội Long Hoa được? Nội cái điều thứ 9 này thôi, nếu mà chúng ta không tu nghe quý vị thì sao? Bên vai trái cổng cha, vai phải cổng mẹ, đi quanh hòn núi tu di trong vô lượng ức kiếp, cũng không thể nào đền trả công ơn của cha mẹ. Chúng ta biết đó quý vị, cái hòn núi tu di là rất là rộng. Ngày xưa ngày Mục Kiền Liên dùng thần thông mới đi hết cái hòn núi tu di được. Mà hôm nay mình là người phàm, mình gánh cha gánh mẹ, đại tiện tiểu tiện lên vai lên lưng của chúng ta, mà gánh vô lượng ức kiếp như thế, cũng không thể nào đền trả công ơn của cha mẹ. Thì bây giờ phải làm sao? Chỉ có cách là chúng ta tu mới cứu an vong linh tổ tiên cha mẹ. Đó là cái ơn thứ 9. Ơn thứ 10 là cứu cánh lăng mẫn. Là sao quý vị? Trên thế gian này không ai thương mình bằng cha mẹ. Lúc nãy tôi kể đó,
không ai thương mình bằng cha mẹ mình hết trơn á. Người ta cho mình một thì sao? Phải lấy lại hai. Trên thế gian này không ai cho không ai bao giờ. Người ta cho mình một chén cơm thì sao? Phải lấy lại từ hai chén cơm hoặc là ba chén cơm. Dù thương mình cách mấy, nhưng mà trên thế gian này nếu không có lợi nhuận thì người ta không bao giờ cho ai bất kỳ một thứ gì. Đưa cái đó ra thì phải lấy cái lợi nhuận khác lợi, phải không quý vị? Chỉ có cha mẹ ta là sao? Cho mình vô điều kiện, không có đổi lấy, không có bất kỳ một cái lợi dụng nào cả đối với chúng ta. Vậy thì đó là 9 chữ cù lao và 10 điều ơn trong kinh Phật mà hôm nay Đức Thầy cũng đã từng dạy như thế nào. Dạng 10 ơn mới đạo làm con lúc sanh sống chớ nên phụ bạc. Hay là ở ăn cho dạng 10 ơn cảnh tình hiền đức gặp cơn khải hoàng. Đó là 9 chữ cù lao, 10 điều ơn là vấn đề mà chúng ta thọ về cha mẹ. Còn thọ tổ tiên thì sao? Thầy dạy, nhưng sinh ra cha mẹ là nhờ có tổ tiên nên có bổn phận biết ơn cha mẹ, cũng có bổn phận phải biết ơn tổ tiên nữa. Cho nên mình phải thọ công ơn của tổ tiên nghe quý vị. Nếu không có tổ tiên thì sẽ không có cha mẹ, mà không có cha mẹ thì không có mình. Cho nên hôm nay mình thọ ơn cha mẹ thì mình phải thọ công ơn của tổ tiên. Vậy thì bây giờ mình thọ rồi, làm thế nào để chúng ta đền trả đây? Cái vấn đề làm thế nào nó mới là cái sự quan trọng, phải không quý vị? Thì mình phải biết những cái lý do mình thọ để mà mình đền. Vậy thì bây giờ làm thế nào để đền trả ơn tổ tiên cha mẹ? Mình biết những cái lý do mình thọ rồi, đó là 9 chữ cù lao trong sách thánh và 10 điều ơn trong kinh Phật. Đó là thọ cha mẹ, vậy thì mình phải đền trả bằng cách nào đây? Bây giờ mình phân tích lời dạy của Đức Thầy là đền ơn cha mẹ trước, sau đó phân tích về tổ tiên sau, hay quý vị? Chứ nếu mà mình phân tích không có ngăn thì cái đề tài của chúng ta nó sẽ bị loãng, nó không có hay. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích về vấn đề của cha mẹ trước. Thầy dạy chúng ta như thế nào? Gồm 131 câu, mục cuối phần đền ơn cha mẹ. Tôi đọc tới đâu chúng ta sẽ phân tích tới đó, hay quý vị? Thầy dạy như thế nào? Muốn đền ơn cha mẹ, lúc cha mẹ còn đang sanh tiền có dạy ta những điều hay lẽ phải, ta ráng chăm chỉ nghe lời chớ nên sao lãng làm phiền lòng cha mẹ. Nếu cha mẹ có làm điều gì lầm lẫn trái với nhân đạo, ta ráng hết sức tìm cách khuyên lơi ngăn cản. Chẳng thế, ta còn phải lo nuôi dưỡng báo đền, lo cho cha mẹ khỏi đói rách, khỏi bệnh hoạn ốm đau, gây sự hòa hảo trong đệ huynh, tạo hạnh phúc cho gia đình, cho cha mẹ vui lòng thỏa mãn. Ráng tu cầu cho cha mẹ hưởng điều phước thọ. Lúc cha mẹ qua giảng hãy tu cầu cho linh hồn được siêu thăng về miền Phật cảnh, thoát đọa trầm luân. Đó là 131 câu. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích. Ở đây có hai vấn đề: lúc cha mẹ còn sống và khi cha mẹ qua giảng. Lúc cha mẹ còn sống thì chúng ta phải nuôi như thế nào, phải kính như thế nào, phải săn sóc cái làm sao mới tròn cái đạo hiếu nha quý vị. Bình thường chúng ta nghĩ là bây giờ tôi nấu cơm cho ổng ăn, tôi nấu cơm cho bả ăn, nấu cơm ăn là xong. Nấu cơm rồi đặt cái kịch xuống đó, ăn thì ăn, không ăn thì không sao. Ăn xong dọn dẹp, đói cho ăn, khát cho uống. Mình tưởng như thế là hiếu, nhưng thật sự có phải là hiếu không? Rồi cha mẹ mình áo quần thì gách, dẫn hai ông bà đi mai, mai về xong thì thôi. Nấu cơm thì nấu, cho uống, bệnh thì cho uống thuốc. Bình thường thì săn sóc theo kiểu bình thường, nấu cơm để đó không quan tâm gì hết thì có phải là hiếu không? Chúng ta lầm tưởng hai cái vấn đề này không quý vị? Đói cho ăn, khát cho uống, bệnh quan tâm thì nó có phải là cái sự hiếu mà Đức Thầy chỉ dạy chúng ta không?
Bây giờ mình cùng nhau phân tích ha quý vị, để làm sáng tỏ xem sự chăm sóc của cha mẹ mình, sự chăm sóc của mình đối với cha mẹ mình hằng ngày có phải là cái vấn đề hiếu hay không nha quý vị. Ý thứ nhất, Đức Thầy dạy lúc cha mẹ còn sống, muốn đền ơn cha mẹ lúc cha mẹ còn đang sanh tiền, có dạy ta những điều hay lẽ phải, ta ráng chăm chỉ nghe lời, chớ nên sao lãng làm phiền lòng cha mẹ. Ngưng tại chỗ này. Bây giờ phân tích, ý thứ nhất Đức Thầy dạy chúng ta là phải gán. Gán cái gì? Nghe lời hay ý đẹp của cha mẹ, phải không quý vị? Bây giờ là Thầy dạy chúng ta cái việc đầu tiên là mình phải nghe lời cha mẹ. Đây là lời hay ý đẹp nghe quý vị, chứ không phải là lời không hay mà ý không đẹp. Lời hay ý đẹp. Mà nếu mà chúng ta không nghe thì sao? Ca dao tục ngữ có câu như thế nào? Cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Có nhiều quý cô quý chú nói bây giờ tôi đâu có vâng lời cha mẹ đâu, nhưng mà công việc làm ăn của tôi vẫn phát triển, gia đình sự nghiệp của tôi vẫn phơi phới, vẫn lên như diều gặp gió, đâu có cái gì trở ngại đâu. Xin thưa với toàn thể chú quý vị, đó là do cái phước hồi kiếp trước chúng ta còn tồn động lại. Mà bây giờ mình không nghe lời của cha mẹ thì cái phước của mình từ từ nó sẽ mất thôi. Một năm, hai năm sau tự động công việc làm ăn của mình nó không phát triển, ế ẩm, bệnh hoạn rồi sao? Thất thoát tất cả các thứ, đem lại cái sự dở nợ, bể nợ của chúng ta do cái phước của mình. Mình không nghe lời cha mẹ bào mòn cái phước của mình. Có nhiều quý vị nghĩ bây giờ ông bà già rồi, nghe cái gì nữa? Cái việc làm ăn của tôi tự làm, bây giờ già cả hết rồi, đâu có biết cái điều gì đâu mà phải cần hỏi, phải cần thưa, phải cần trình, đúng không quý vị? Cái tư tưởng của chúng ta là như thế, con người trên thế gian đều là như vậy. Nhưng mà sao? Tôi nói cho quý vị nghe cái sự hỏi của chúng ta thôi. Mình hỏi thôi. Hôm nay là lúa thóc cha mẹ cha tính sao, xịt như thế nào, giường tược của mình làm như thế nào, yêu cầu mình chỉ cần hỏi như thế thôi quý vị. Thì sao? Cha mình rất là vui, mẹ mình cũng rất là vui. Mặc dù cái việc làm đó là tự mình làm, nhưng phải có một cái câu hỏi để khẳng định cha mẹ mình không còn vô dụng đối với chúng ta, phải không? Đó là cái sự kính trọng của mình đối với cha mẹ. Và phải vâng lời nghe quý vị. Nhiều khi bây giờ cái đạo hiếu nó bị xuống cấp vô cùng. Và các nhà khoa học á, nói á, thế giới này là cái thế giới cuối đầu. Tại sao? Bây giờ mình gọi cái nhóm bạn mình ra uống cà phê đi, hay là uống trà sữa bánh tráng trộn gì đó, mỗi đứa đem theo cái điện thoại, cầm bấm bấm, nhiều khi không nhìn mặt đối phương nữa. Bấm xong cái đầu cái đứng dậy thanh toán tiền đi về, phải không quý vị? Bây giờ có phải là cái thế giới cuối đầu không? Nhiều khi chúng ta gặp nhau, chúng ta đâu có bàn luận về vấn đề đạo đức đâu, mình chỉ chú tâm vào cái điện thoại của mình thôi. Tới chừng ngước mặt lên là đã hết giờ rồi, phải không quý vị? Đó là thế giới cuối đầu. Cho nên chúng ta có bao giờ ngồi để mà nghe cha mẹ mình tâm sự với mình, trò chuyện với mình khoảng chừng 15 phút chưa? Có ai ngồi để mà nghe chưa quý vị? Chưa. Nhưng mà cầm cái điện thoại bấm game từ tiếng này qua tiếng kia thì được. Nhưng mà không bao giờ mà ngồi nghe cha mẹ, mà cha mẹ nói nhiều quá thì sao? Ông bà nói nhiều quá, càm ràm quá, nói gì mà nói hoài, nó không thôi. Nhưng mà cái điện thoại của mình nó quý vị, mình bấm game từ tiếng này qua tiếng kia, thậm chí cha mẹ mình nấu cơm đem vô trong phòng cho mình, vừa bấm game vừa ăn cơm luôn, phải không? Như vậy thì nó có thời gian. Còn mà mình ngồi mình nghe những cái lời hay ý đẹp thì nó đâu có thời gian. Cho nên đây là cái tình trạng, cái sự hiếu đang bị xuống cấp một cách trầm trọng trong thời kỳ 4.0 như bây giờ. Vì thế, đối với lớp trẻ nói riêng và toàn thể chư quý vị nói chung, mình phải gắng cố gắng nghe quý vị, gắng cố gắng để lắng nghe những lời hay ý đẹp của cha mẹ mình. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai Đức Thầy dạy như thế nào? Dạ, cảm ơn. Nếu cha mẹ có làm điều gì lầm lẫn trái với nhân đạo, ta ráng hết sức tìm cách khuyên lời ngăn cản. Ở trên là Thầy dạy chúng ta ráng
nghe lời hay ý phải của cha mẹ. Xuống dưới câu thứ hai, thầy dạy như thế nào? Ráng khuyên can cha mẹ làm những điều lầm lẫn trái với nhân đạo. Thì mình như thế nào quý vị? Khuyên can. Khuyên can bằng cách nào? Lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch khi được thốt ra đoan chánh hiền từ. Mình khuyên nhưng mà mình cũng khuyên từ từ nghe quý vị. Mình phải lựa cái lời nào đó ngọt dịu êm ái. Mặc dù cha mẹ mình đang bị lỗi đó, làm những cái điều không đúng đó, nhưng mà mình khuyên bằng với cái lời lẽ tự hòa, chứ không phải là đứng ở trên mà chúng ta xả xuống, phải không quý vị? Cái điều này là Khổng Tử không cho phép chúng ta làm. Ngài dạy như thế nào? Sư phụ mẫu cơ gián kiến chi bất tòng hữu kính bất di lao nhi bất quán. Có nghĩa là bổn phận của người con khuyên can cha mẹ bằng lời lẽ ôn hòa từ tốn. Nếu cha mẹ không nghe cũng không vì thế mà sanh lòng oán trách. Nếu cha mẹ có quở phạt đòn roi cũng không vì thế mà sanh lòng bất kính, phải hiếu kính với cha mẹ. Đó là Ngài Khổng Tử dạy như thế. Vì thế mà hôm nay mình phải khuyên can cha mẹ nghe quý vị. Làm những cái điều tồi tệ là mình phải khuyên can bằng lời lẽ ôn hòa từ tốn. Tôi nói ví dụ đi, cái việc làm ít tội nhất của cha mẹ. Bây giờ mình nói cái việc làm là bán rau đi quý vị. Bán rau cải ở ngoài chợ. Bây giờ có cái loại thuốc mà khi ngâm vào cái bó rau đó quý vị, nó héo rồi, ngâm xong là chút xíu nó tươi xanh đó, phải không? Vậy thì bây giờ nếu mà cha mẹ mình làm cái điều đó, ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng đến cái sự ăn của người khác, ảnh hưởng đến sau này của tất cả chúng ta. Thì bây giờ mình khuyên can cha mẹ bằng những cái lời lẽ ôn hòa từ tốn thôi. Cha mẹ mình thương mình phải không quý vị? Bữa nay mình khuyên không được, ngày mai mình khuyên, ngày mốt mình khuyên, tháng này không được, tháng sau. Tôi đảm bảo với quý vị khoảng chừng 2 tháng sau thôi. Nếu mà mình khuyên một cách chân thành và nhẹ nhàng thì cha mẹ chúng ta sẽ từ bỏ tất cả những cái điều tội lỗi ấy, kể cả mà mê tín dị đoan. Tu mà còn đi coi bói đó ha, tu mà còn thờ ông này bà kia đó ha, tu mà còn đốt giấy tiền vàng bạc ha, tu mà xá phướng lầu kho đó quý vị. Thì sao? Mình hôm nay quy y tu theo thầy rồi. Khuyên can cha mẹ bỏ vấn đề đó bằng cách ôn hòa từ tốn. Còn nếu trở ngược lại sao? Mình không khuyên mà mình a dua, mình xu nịnh sao thì mình xu nịnh theo thì sao? Ngài Mạnh Tử có dạy: a ý phúc tòng hãm thân bất nghĩa nhất bất thiếu giả. Có nghĩa là mình a dua xu nịnh theo, suối cha mẹ làm những cái điều bất nghĩa, đó là tội bất hiếu thứ nhất. Mình không khuyên can mà mình thấy cái lợi nhuận đó nó cao quá thì sao? Cha mẹ cứ làm đi, không có sao chứ. Miễn sao có tiền được rồi. Bệnh hoạn thì ai mà chẳng bệnh hoạn. Mình bán rau bán cải thì người ta bệnh hoạn, không lẽ người ta lợi người ta kiếm mình. Yêu cầu mình có tiền, lợi nhuận mình nhiều là được rồi. Đó là cái sự ai vua của chúng ta. Làm cho cha mẹ mang thêm cái tội bất hiếu, bất nghĩa. Đó là chúng ta mang cái tội bất hiếu thứ nhất. Phải không quý vị? Đó là mình phải khuyên can cha mẹ. Ý kế tiếp Đức Thầy dạy: chẳng thế, ta còn phải lo nuôi dưỡng báo đền, lo cho cha mẹ khỏi đói rách, khỏi bệnh hoạn ốm đau. Thì cái ý này là cái ý chính nhất trong toàn bộ đoạn sấm thi của Đức Thầy về cái sự nuôi nấng của chúng ta. Phải không quý vị? Bây giờ mình nuôi nấng cha mẹ như thế nào đây? Lúc nãy chúng tôi đã nói đói cho ăn, khát cho uống, đúng không? Bệnh hoạn lo, phải không? Vậy thì mình nuôi cha mẹ mình đói cho ăn, khát cho uống bình thường như thế, không có sự kính trọng ở trong đó thì có phải không? Phải không quý vị? Cái cô phía sau nói không. Mình nuôi cha mẹ mình mà mình không kính có khác nào mình nuôi cha mẹ mình giống như cái vật nuôi ở nhà mình không? Điển hình là những bé thú cưng. Quý vị có biết thú cưng là cái gì không? Là những bé mèo, bé cún mà nhỏ nhỏ mà khoảng chừng 5-6 triệu một em đó, 20 triệu, 23 triệu, 50 triệu, tùy theo cái giống nó tốt hay là không tốt.
mình nuôi ở nhà đó quý vị, mình cho nó ăn, mình cho nó uống, hoặc là những vật nuôi bình thường ở nhà chúng ta. Bây giờ mình nuôi cha nuôi mẹ mình với thú cưng, bây giờ mình so sánh nha. Nếu mà không có cái sự kính trọng, bây giờ bên đây cha mẹ mình đói mình nấu cho ăn, bên đây thú cưng mình cũng cho nó ăn. Rồi sao? Mình có hỏi là cha mẹ mình ăn hôm nay có ngon không? Không. Nhưng mà thú cưng là mình phải hỏi nó: ờ bé ơi, hôm nay cưng ăn có ngon không? Chị mua cái loại khác cho cưng ăn nghe, đặng lông tóc nó mọc dài ra, mỗi một tuần phải ẵm nó đi, cắt móng, gọi, tỉa lông, rồi về phải mua đồ cho nó mặc. Rồi sao? Phải mua niệm cho nó ngủ, hôm nào mà nó trái gió trở trời nghe quý vị, nó ngủ không được cái mình thức sáng đêm với nó, khóc bù lu bù la. Mà cha mẹ mình đau bệnh mình không khóc, cha mẹ mình đau ốm mình không chở đi bệnh viện, mà mình quan tâm nó hơn đối với cha mẹ mình. Phải không? Phải thì cho anh chàng pháo tay. Cho nên ngày tăng xâm như thế nào, dạy chúng ta như thế nào: hiếu hữu tam, đại hiếu tôn thân, kỳ thứ thất nhục, kỳ hạ năng dưỡng. Có nghĩa là hiếu có ba phần. Phần lớn nhất là phải tôn kính cha mẹ. Phần thứ hai, không làm điều gì nhục nhã đối với cha mẹ. Phần thứ ba là phải hết lòng lo lắng cha mẹ. Ai mà biết chữ tu trì, cha mẹ còn sống vậy thì cho ăn, bằng với cái sự hiếu kính của mình nha quý vị. Ngày tăng xâm khi xưa đó quý vị, ông thuộc về cái vấn đề là nhị thập tứ hiếu, 24 vị hiếu. Ông thờ cha thờ mẹ rất là kính. Khi mà ông dâng cơm lên cho cha mình đó, là ông phải quỳ xuống, dâng cái mâm cơm từ nửa trán trở lên. Ông quỳ xuống xong, dâng cơm cho cha ăn xong, rồi sao? Hỏi cha: hôm nay cha ăn có ngon không? Ngày mai cha ăn món gì để con nấu? Thức ăn thừa hôm nay ngày cha có thể cho con dùng hay không, hay là cha đem bỏ để cho con biết? Thì cha của ông á, cho phép ông dùng thì ông mới dùng nghe quý vị. Ngài tăng xâm rất là hiếu kính đối với cha. Mà nếu mà cha ông nói hôm nay bỏ cái thức ăn đó thì ông sẽ bỏ ngay. Rồi ông hiếu kính đối với cha, hiếu thảo đối với mẹ, hiếu thảo đến cái độ mà cái tâm của ông nó tương thông với mẹ mình. Một hôm thì nhà ông có khách, mà ông do cái dưng quá trình là ông đi lụm củi hơi xa, nhặt củi ở trong rừng, thì mẹ của ông mới cắn móng tay, không biết tìm cách nào để mà gọi ông về, bà mới liền cắn móng tay để mà cho tăng xâm coi có liên thông với bà hay không. Thì lúc này ông đang lụm củi trong rừng quý vị, cái tâm của ông nó bị đau. Chỗ này của ông là nó bị thấp thỏm, nó bị đau. Thì lúc đó ông nghĩ là mẹ mình ở nhà chắc có lẽ là có chuyện. Vì thế mà ông bỏ cái gánh củi đó chạy về nhà. Thì chạy về nhà, tất cả những người đến nhà để mà thăm tăng xâm đó quý vị đều tán dương về cái tinh thần hiếu của ông. Hiếu đến độ mà cái tâm của ông nó tương thông với mẹ của mình. Và cái tiêu chuẩn hiếu của tăng xâm đó nghe quý vị là phải tôn kính cha mẹ là đầu tiên. Kế đó là vấn đề là cái chữ tín trong Nho giáo. Ông là một trong tứ thư và là đại tử xuất sắc của Khổng Tử. Ông nhỏ hơn ngài Khổng Tử 45 tuổi, cho nên khi Khổng Tử qua đời thì ông cùng với cháu nội của Khổng Tử, đó là Khổng Cấp, Mạnh Tử và Nhan Hồi, đây là bốn vị trong tứ thư để mà phát triển Nho giáo sau này. Và cái phát triển Nho giáo của ông chuyên về vấn đề hiếu kính. Hiếu là phải kính chứ không phải là hiếu không đối với cha mẹ. Bây giờ chúng ta không như ngài tăng xâm. Bây giờ ngài tăng xâm là 100%, mình phải 50% nghe quý vị. Mình không giống như quý vị cũng phải kính. Mỗi buổi sáng thức dậy hỏi: cha mẹ ngủ có ngon không? Hôm nay ăn cái gì đây? Con chạy xe con đi mua. Ăn về rồi mình ngồi trong bàn, mình coi cha mẹ mình ăn có ngon không cái món đó. Thì bắt đầu mình hỏi liền: hôm nay con thấy hai người ăn không có ngon phải không? Chỗ này nấu không ngon phải không? Ngày mai con đi mua chỗ khác. Đó là cái sự thường ngày của chúng tôi đối với cha mẹ của mình đó quý vị. Không phải là tôi tự khen bản thân mình, nhưng đó là cái cách đối xử của tôi đối với cha mẹ. Đầu tiên cái ngày mới là phải hỏi sức khỏe, kế đó là cái sự ăn uống, kế đó là trò chuyện, và kế đó là phải quan tâm yêu thương
đối với hai vị Phật sống của chúng ta. Cho nên tôi mới tự tin và chia sẻ cái điều đó với toàn thể chư quý vị. Chỉ ít chúng ta phải hiếu kính đối với cha mẹ. Cái chữ kính nó quan trọng vô cùng. Nếu mà chúng ta nuôi mà chúng ta không kính thì sau này cha mẹ chết thì sao? Khóc nghe, kể lễ nghe. Chàng ơi, tôi biết vậy, hồi đó tôi lo cho cha mẹ tôi, chàng ơi này kia kia nọ. Nhưng mà khi cha mẹ mình còn sống mình không có lo, bỏ. Nhưng mà tới chết cái bắt đầu cái khóc lóc kể lễ, đặng cho người ta thấy như thế nào mình là người con chí hiếu. Mà nếu mà khóc lóc mà chia đất không đều thì sao? Thì sao? Lúc đó là nó không còn khóc lóc nữa. Khóc ít đó là chia đất ít, khóc nhiều là chia đất nhiều, còn không khóc là không có chia, phải không quý vị? Cái sự hiếu của chúng ta nó tính bằng cái sự tiền bạc. Bây giờ mẹ là cha chết tôi không cần biết yêu cầu chia mà anh hai mà năm công mà cái tôi mà có bốn công đó ha, là đám tuần tôi không lợi luôn nghe. Còn cái đứa út mà nó bảy công á, là tôi càng không lợi nữa, phải không quý vị? Cái sự hiếu của mình nó tính bằng cái tiền. Tiền ít thì khóc ít, tiền nhiều khóc nhiều, không tiền thì không khóc, không lợi cúng luôn, phải không? Phải cái vấn đề đó xảy ra không quý vị? Đối với hiện tại bây giờ, vừa qua trên đài đó có anh thanh niên này đó quý vị, được đài truyền hình đưa lên. Do cái quá trình bà mẹ này bà còn sống mới chia đất không có đều, anh ấy mới bức xúc quá, mới cầm gạch mới ném vào mộ của mẹ mình. Mà vừa ném vừa chữ, chữ quá chữ. Ném xong rồi sao lấy búa ra đập luôn cái nền mộ của mẹ mình. Mà sao quý vị, chia anh thua người chị của mình chỉ có 10 tấc đất thôi, chưa tới một công phải không quý vị? Chưa tới một công, chỉ có 10 tấc thôi. Mà vừa chọi vừa chữ, tại sao chia đất không có đồng đều? Cho nên chúng ta thấy cái tình trạng hiếu nó đang bị xuống cấp. Vì thế mà chúng ta phải noi theo gương của Ngài Tử Lộ. Ngài Tử Lộ lúc mà cha mẹ còn sống đó quý vị, ông gánh gạo hàng xa trăm dặm đổi gạo để mà nuôi mẹ, nuôi cha mình. Nhưng khi cha mẹ ông chết rồi, ông qua nước Sở để mà sống. Ông được vua Sở trọng dụng, ban cho phong hầu tước trọng. Nhưng lúc này cha mẹ ông không còn. Vì thế mà ông thấy trước mắt ông là một cái bầu trời u tối. Cho nên như thế nào quý vị? Ông khóc và ông cũng không muốn cái sự mà quan hầu tước trọng này. Tại vì lúc này cha mẹ của ông đã chết rồi, không có còn cùng ông để mà chung hưởng. Chứ gặp bây giờ mà như chúng ta đó ha quý vị, ông bà chết thì chết sớm sớm đi, của cải để lại cho tôi, của cải để càng nhiều càng tốt. Chứ đâu phải như Ngài Tử Lộ khi xưa, cha mẹ chết rồi, ông có tiền có của nhưng mà ông khóc, không có cha mẹ để mà hưởng chung với mình. Cảm cái lòng hiếu của ông, Ngài Khổng Tử mới đọc lên một cái đoạn kệ như thế này: Thầy Tử Lộ là người nước Lỗ, thờ hai thân từng bữa canh rau. Thường khi đội gạo đi về xa xôi trăm dặm nặng nề hai vai, đinh quê biểu từ khơi bóng hạt, gót nam du nhẹ bước tan bồng. Xe trăm cổ thóc muôn chung, ngồi chồng niệm ghép ăn chồng vạt cao. Thân phú quý ngắm giàu thêm tuổi, đức cù lao chạnh tới càng đau. Nào khi đổi gạo canh gao, muốn còn như cũ dễ hầu lắm ru. Lòng thắc mắc nghìn thu dẫn để, biết bao giờ cam chỉ đền công. Cho hay giả hiếu khôn cùng, dẫu tam công công cũng đổi lòng thần hôn. Đó là cái lời của Khổng Tử để mà khen tặng Ngài Tử Lộ. Cho nên hôm nay mình phải noi theo đạo hiếu của Ngài Tăng Sâm. Nuôi cha mẹ là phải kính nghe quý vị. Dạ, phải như Ngài Tử Lộ, đừng vì tiền của mà bỏ cha bỏ mẹ. Còn cái lúc bệnh thì sao? Bình thường thì nó không có gì chân, cái lúc bệnh này như thế nào? Phải quan tâm nghe quý vị. Cha mẹ mình lớn tuổi rồi, cho nên cái tánh nhiều khi nó hơi khó, nhất là cái lúc bệnh nó quý vị ưa càm ràm, ưa nói nhiều, ưa khó tánh. Thì mình yêu thương cha mẹ bằng cái tâm của mình. Khi mình yêu thương một người đó quý vị, mình dùng cái tâm của mình yêu thương thì sao? Cái người đó cho dù có khó chịu đến như thế nào đối với chúng ta, mình vẫn hoan hỷ, vẫn thương yêu. Cho nên cha mẹ mình mà cái lúc bệnh mà có khó khăn với mình đó,
Nghĩ tới cái lúc mà 9 tháng cu mang, 3 năm nhũ bộ đó, nuôi mình đó, thì lúc đó mình hãy thương cha mẹ như là thương chúng ta, thì mình mới có thể nuôi nắng cha mẹ được nghe quý vị. Mới hoàn mãn trong cái vấn đề đạo hiếu của chúng ta. Giống như bà cụ mà 80 tuổi nuôi mẹ 100 tuổi đó, ở Cần Thơ, đưa lên đài truyền hình luôn. Mỗi buổi sáng bà đều dẫn mẹ ra lau mặt, quậy cà phê cho mẹ uống, mà 80 tuổi lo cho người mẹ 100 tuổi tại Cần Thơ, đưa lên đài truyền hình Cần Thơ luôn. Thì hỏi sao cô không có gia đình, nói bây giờ tôi thương mẹ tôi lắm, nếu mà có gia đình thì làm sao săn sóc mẹ được, cho nên ở vậy nuôi mẹ luôn. Phải không quý vị? Rất là tốt. Mình nghe quý vị, bây giờ nhiều khi cái sự hiếu của mình thậm chí thua bà cụ 80 tuổi đó. Rồi sao? Lặt gao, chặt dừa, bán để mà kiếm tiền nuôi mẹ mình 100 tuổi, bà cụ 80 tuổi. Chúng ta thấy hoan hỷ vô cùng không quý vị? Rất là hoan hỷ. Vì thế mà, dạ cảm ơn, vì thế mà chúng ta nuôi cha dưỡng mẹ phải kính trọng và phải thăm nom, yêu thương, lo lắng, săn sóc, tránh trường hợp cãi cọ, là sao? Chữ bới. Cũng hiếm lúc người sao quý vị nào chửi cha mắng mẹ lăng xăng, chẳng kể đến luân thường thảo hiếu. Hay là cũng hiếm lúc con còn giết mẹ, dành của tiền cốt nhục giết nhau. Bây giờ kể thêm một mẫu chuyện nữa. Chúng ta thấy cái tình trạng là cái bà cô mở trên mạng vừa qua một năm hai năm về trước mà chiêu rồi trao đảo cộng đồng mạng đó quý vị, về vấn đề mà bả sao đánh mẹ mình. Quý cô quý chú có thấy không, bà cụ này bị lẫn quý vị, cho nên bà đại tiện ngay chân ở dưới cái mé giường của bà cụ, che một bên cho bà cụ bả ở. Thì bà cụ bả bị lẫn, bả đi đại tiện bả đâu có đi chung bô được, cho nên bả mới chịch xuống cái chỗ ngủ của bà đại tiện tại nơi đó. Cái cô này đó quý vị, cô rất là hung. Cô mới lấy tro đó, cô gãi vô cái phân đó rồi, cô mới xúc cái phân đó, cô mới ép cái bà cụ này ăn. Chúng ta thấy như thế nào? Nhưng mà cái thần thức của bà cụ này tội nghiệp quý vị, bà lấy tay bà đỡ ra như thế này. Nhưng mà đó là cái người con gái phải không quý vị, đưa phân vô cho mẹ mình. Khi mà cái tay của bà cụ đỡ ra sao, nó gớp vô trong mình của bà cụ. Thì cái người phụ nữ này mới dùng một cái lời rất là khiếm nhị, đó là kêu bằng mày. Tại sao mày lại như thế? Tại sao mày này kia kia nọ? Thì cái đứa cháu nó nằm võng đó, nó mới quay cái đoạn phim này, nó mới đăng lên TikTok. Mà trước khi quay đó là bà cô này bà chửi bà cụ dữ lắm, kêu bằng cái tên bằng mày không. Xong rồi phải không? Xong dọn dẹp xong rồi, bà mới lấy cái cây chổi mà quét phân lúc nãy đó, bà mới đập lên đầu của bà cụ, đập lên đầu, đập lên tay, đập lên mình, đập dữ lắm, đập tới đâu bà cụ bà kêu trời tới đó quý vị. Chúng ta thấy xót xa không? Có phải là cũng hiếm lúc mà cũng có phải là nào chửi cha mắng mẹ lăng xăng không quý vị? Chửi vô cùng, chửi nhiều lắm quý vị, mà kêu bằng mày nghe quý vị, chứ không phải là bà hay là này kia kia nọ, kêu bằng mày không. Thì cái đoạn phim này khi mà đăng lên mạng rồi, cộng đồng mạng bắt đầu phẫn nộ vô cùng quý vị. Công an mới vào cuộc, và khi công an tới nơi thì bà cụ này đã qua đời rồi. Do cái sự tra tấn của người con ruột của mình mà bà cụ đã chết. Thì cái cô này được mời về đồn, thì cổ trả lời là do cái sự mà chăm sóc nhiều quá, bức xúc cho nên mới có những hành động như thế. Cái câu trả lời này đối với riêng bản thân của tôi nghe quý vị, tôi cảm thấy không đồng tình. Mình là tu đó nghe quý vị, mà tôi xem cái đoạn đó nghe tôi bức xúc dữ lắm luôn. Tôi không biết nói làm sao, mà nếu mà tôi ở gần là tôi đem bà cụ đó về tôi nuôi, tôi khẳng định với quý vị như thế. Nhưng mà không ai can, cũng không ai tiếp, và bà bị hành hạ đến khi bà chết luôn quý vị. Và cô gái này đã đền tội bằng với cái mức án là 5-6 năm tù, với cái tội mà hành hạ đánh đập mẹ mình. Cái mức án này nó không ổn thỏa đối với cái việc mà đã giết chết một cái người sanh thành dưỡng dục chúng ta. Đây là cái tội bất hiếu, và tội này sẽ bị đọa vào địa ngục vô gián, chứ không bao giờ có thể luân hồi sanh tử được. Cho nên mình nuôi cha mẹ là phải hiếu kính và phải săn sóc thương yêu. Đó là vấn đề hiếu đạo của chúng ta. Rồi thầy giải tiếp. Phải như thế nào? Phải hòa thuận anh em. Cái câu kế tiếp
Đức Thầy chỉ dạy cho chúng ta gây sự hòa hảo trong đệ huynh. Vậy thì ngoài vâng lời cha mẹ, khuyên can cha mẹ, nuôi nắng cha mẹ bằng cái sự kính trọng của mình, thì kế đó là anh em. Anh em như thế nào? Phải đoàn kết kêu quý vị. Đừng có vì cái đồng tiền mà chúng ta chia rẽ với nhau nghe. Bây giờ mà cha mẹ mình lợi nhà thằng hai mà thằng ba nó không lợi thì sao? Lợi nhà cái người anh cả mà cái người thứ hai với cái người thứ ba không lợi, cha mẹ mình buồn không? Buồn. Cho nên lợi nhà người này mà con cháu xúm xích với nhau, cùng ăn uống, cùng trò chuyện thì cha mẹ của mình vui lắm. Mà vì cái lắng ganh đắc thôi mà cái người em giết cái người anh, người em giết người anh xong người em đi vô tù. Vô tù xong thì sao? Hai bà vợ ở nhà sao? Hai bà vợ ở nhà có chồng khác, có phải là người khác vô lấy của mình không quý vị? Phải không? Do cái sự mình lắng ganh đắc chút xíu mà mình giết hại anh mình, giết hại anh mình xong mình vô tù thì hai bà vợ ở nhà sao có chồng khác, thì cái người khác vô hưởng của mình chứ có gì đâu, phải không? Cho nên mình biết được cái điều đó, anh em phải hòa thuận, phải yêu thương và phải gắn kết với nhau. Anh em như thể tay chân, gách lành đùm bọc, dở hay đỡ đằng. Hay là thầy dạy như thế nào? Anh em đừng có đổi dời, phụ phàng dư muối, xe lơi nghĩa tình. Tuy rằng trời đất rộng thinh, có thần xem xét phân minh cho mình. Cho nên đừng cái gì cái đồng tiền mà chúng ta giết hại lẫn nhau. Đừng có như ông Tàu Phi nghe quý vị. Ông Tàu Phi ổng muốn giết ông Tàu Thực đó. Mà chúng ta biết Tàu Phi là con của Tào Tháo. Tào Tháo có ba người con trai, cùng chung một cha nhưng mà khác mẹ. Thì cái lúc còn đang còn sống đó thì ông Tào Thực là chuyên về cái làm thơ. Ông rất là yêu thơ. Và khi mà cái lúc nào mà có cái bài thơ hay, ông đều dâng cho Tào Tháo để mà đọc. Thì ông Tào Tháo như thế nào quý vị? Rất là thương Tào Thực. Ông Tào Phi ông đứng kế bên ông cạnh tranh, nghe ông để trong lòng, ông không có nói gì chứ. Thì khi mà Tào Tháo chết, ông Tào Phi được lên làm vua. Thì lúc này tiền tích hậu tôn ông mới lôi ra. Ông muốn tiêu diệt ông Tào Thực, tại vì cái tánh đa nghi của ông có. Ông tưởng là ông Tào Thực sẽ xoán ngôi đế vị của mình. Và hai người Tào Phi và Tào Thực đồng yêu một người phụ nữ. Và cái người phụ nữ này là thuộc về Tào Phi, mặc dù bà thương Tào Thực, nhưng mà bà đã làm vợ của Tào Phi rồi, là anh của Tào Thực. Thì lúc này ông mới suy nghĩ, muốn giết Tào Thực là phải giết một cách quang minh chính đại. Nếu mà không giết một cách mà bí hiểm á, thì cái người hận ông đầu tiên đó là vợ của mình. Kế đó là văn võ bá quan sẽ điều tra ra, biết được bản thân của mình giết em như thế thì không ai kính trọng mình nữa. Cho nên ông mới lập ra một cái kế giết Tào Thực ngay trước bệ rồng, chứng kiến với cái sự chứng kiến của cái người phụ nữ yêu Tào Thực là vợ của mình đó, và chứng kiến trước cảnh bá quan văn võ ở đó, giết một cách quang minh chính đại. Thì lúc này mới gọi Tào Thực ra trước bệ rồng. Trước đó đã làm một bài thơ rồi, nhưng bây giờ không có thời gian mình kể vào cái phần chính. Thì kêu ra trước bệ rồng, ông mới quỳ xuống bẩm bệ hạ, có điều chi gọi thần ra đây để mà truyền dạy. Thì ông Tào Phi mới nói như thế này, ta nghe nói Khanh làm thơ hay lắm phải không? Thì lúc này ông Tào Thực ông nói, bẩm bệ hạ, chỉ là đọc để mà nghe thôi chứ không có hay. Thì ông Tào Phi mới ra lệnh, bây giờ trẫm ra lệnh cho ngươi, trong vòng 7 bước chân ngươi phải làm ra được một cái bài thơ. Mà bài thơ này nói về cái tình cảm anh em. Nếu mà ngươi làm được thì ngươi sẽ thoát chết. Còn nếu mà ngươi không làm được, lôi ra xử trảm tại chỗ liền. Thì lúc này ông Tào Thực quý vị, ông quỳ xuống mà ông khóc. Tại sao khóc? Tại vì cái tình thương anh em bị sao quý vị? Bị quyền thế che mắt. Ông mới quỳ xuống ông khóc. Khóc xong rồi thì ông ngước mặt lên, ông nói, bẩm bệ hạ, thần sẽ làm cái điều đó. Thì lúc này ba bước chân đầu tiên quý vị, ông chưa làm ra được một câu thơ nào hết. Thì cái bước thứ tư, ông mới ngẩng mặt lên nhìn Tào Phi mà đọc một cái đoạn văn như thế này. Chữ đậu nhiên đậu ki, đậu tại phủ trung khắp
bản thị đồng căn sinh tương tiễn hà thái cấp. Có nghĩa là nấu đậu, đun cành đậu, đậu ở trong nồi khóc sanh ra từ một gốc sau lại đốt thiêu nhau. Phải không quý vị? Dạ. Khi đọc xong thì sao? Ông Tào Phi ông khóc tại chỗ. Ổng từ cái ngôi báo của ổng, ổng mới chạy xuống ôm Tào Thực và hứa rằng trong suốt cuộc đời này không bao giờ giết hại Tào Thực. Tại vì cái sự mà mê và cái sự tranh quyền đoạt lợi đã che mờ đi cái bản tánh nên ta mới giết đệ. Nhưng mà ta quên là đệ và ta đều sanh ra từ cha của mình, tức là Tào Tháo, cũng như cái trái đậu và cái cành đậu đều sinh ra từ một gốc đậu. Nhưng mà nấu đậu rồi lấy cái cành đậu này thiêu đốt luôn thì sao? Quá tàn nhẫn phải không quý vị? Vì thế mà ông hứa với Tào Thực từ đó về sau không giết Tào Thực nữa quý vị. Vì thế mình phải yêu thương nha, mình phải quý mến và mình phải đoàn kết anh em. Và kế đó thầy dạy như thế nào? Sao quý vị gây sự hòa hảo trong đệ huynh rồi, tạo hạnh phúc cho gia đình, cho cha mẹ vui lòng thỏa mãn. Tạo hạnh phúc là sao? Chồng hòa, vợ thuận, cháu con thảo hiền. Vợ chồng mình mà cãi cọ hoài, cha mẹ mình mà ở với cái thằng Út mà mỗi buổi sáng mà nội nó đưa con đưa cháu nó đi học mà nó cự sùm hết thì sao? Cha mẹ mình sống nổi không quý vị? Cự xong rồi nói bữa nay không có tiền, bữa nay công việc làm ăn kinh tế nó không ổn, này kia kia nọ tất cả các thứ thì sao? Cha mẹ mình có an không? Không. Buổi sáng cái người già nghe quý vị, người ta rất mong muốn cái sự thanh tịnh. Buổi sáng mà nội mà đưa con đưa cháu mà đứng cãi cọ sùm thì cái bữa đó là cha mẹ mình coi như là bất an luôn. Đi nghe thuyết giảng mà không biết con, không biết cháu của mình ở nhà nó có rước không, mà đi thuyết giảng về mà gặp im xuôi thì thôi nghe quý vị. Gặp mà vợ chồng của nó mà cự cãi thì sao? Buồn. Cho nên chúng ta là cái người nuôi cha nuôi mẹ phải ráng cái vấn đề đó. Mình giận người đó, giận chồng mình, giận vợ mình thì sao? Hai người cùng nói một cách êm dịu. Mình tránh cái trường hợp mà mình cự cãi trước mặt trẻ con nghe quý vị. Khi lớn lên cái điều đó là nó ám ảnh trong tâm thức của con mình. Lớn lên nó sẽ noi theo cái dấu của cha nó, đánh đập vợ hoặc là chửi rủa chồng, gieo cho nó một cái tâm thức là u ám khi mình sống trong cái gia đình bị bạo hành từ nhỏ. Cho nên mình ngoài cái sự hiếu thảo đối với cha mẹ phải nhớ rằng con mình nó vẫn chứng kiến những cái cuộc cãi giả của chúng ta. Đó là một cái nỗi ám ảnh của trẻ thơ. Vì thế mình phải cố gắng nhường nhịn, phận sướng tùy, chồng vợ nhịn nhau thì đó là hoàn mãn cái quá trình chúng ta nuôi cha dưỡng mẹ khi cha mẹ lúc còn sống. Bên cạnh đó là như thế nào? Ráng tu cầu cho cha mẹ hưởng điều phước thọ, đó là tinh thần. Vì ngoài vấn đề dâng lời, nghe lời, khuyên can, lo nuôi nấng và phải kính trọng, gây sự đoàn kết trong anh em, tạo hạnh phúc cho gia đình, thì mình còn phải cầu cho cha mẹ tăng long phước thọ bằng cái điều gì đây? Bằng điều gì quý vị? Mình cầu bằng cách nào? Điều cầu nguyện thứ ba trong bài ngũ nguyện cầu đúng không? Phụ mẫu tại đường tăng long phước thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây phương. Một ngày mình cúng một thời thì mình cầu được mấy lần? Mấy lần? Chú kia trả lời ba lần. Mấy lần quý vị? Đúng rồi, đề nghị cho một tràng pháo tay. Năm lần, hai thời là 10 lần, cúng thêm thời trưa nữa là 15 lần, cúng thêm một thời khuya nữa là sao? 20 lần. Phải không quý vị? Khi nào chúng ta cúng là chúng ta cầu cho cha mẹ, khi nào chúng ta cúng là chúng ta cầu. Cho nên cái điều này rất là quan trọng đối với cha mẹ. Ca dao tục ngữ cũng có câu như thế nào? Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Đó là thể hiện cái sự tinh thần của chúng ta phải cầu cho tuổi thọ của cha mẹ. Mặc dù nghe quý vị, mình biết vô thường, không biết là đến khi nào, nhưng với cái tâm hiếu của chúng ta
phải gắng cố gắng tu cầu, mặc dù mình không biết ngày mai cha mẹ mình còn sống hay không, nhưng hôm nay vẫn tu cầu, ngày mai vẫn tu cầu cho tuổi thọ của cha mẹ được tăng long, thì đó là bổn phận hiếu đạo của chúng ta đối với cha mẹ, là hoàn mãn cái vấn đề ở tại thế gian rồi, phải không quý vị? Thứ nhất là nghe lời, thứ hai là khuyên can, thứ ba là sao? Lo cho cha mẹ phải kính trọng, thứ tư là đoàn kết anh em, thứ năm là tạo hạnh phúc cho gia đình, cho cha mẹ vui lòng thỏa mãn, và cuối cùng là tu cầu cho tuổi thọ của cha mẹ được tăng long. Đó là khi cha mẹ còn tại thế. Bây giờ tới khi cha mẹ quá giảng thì chúng ta phải làm sao? Hãy dạy, lúc cha mẹ quá giảng hãy tu cầu cho linh hồn được siêu thăng về nơi cõi thọ, phải không quý vị? Vậy thì cái lúc mà quá giảng thì chúng ta có hai vấn đề, đó là tu và cầu. Lúc nãy tôi có nói đó quý vị, mình muốn cứu an vong linh của cha mẹ tổ tiên là chúng ta phải tu. Chỉ có tu mới đem lại cái sự giải thoát cho cha mẹ, chỉ có tu thì chúng ta mới cứu an vong linh tổ tiên của chúng ta và cha mẹ của chúng ta. Tu là tâm trí nhu mì, tu hiền, tu thảo, vậy thì cho xong. Tu cầu cứu vớt tổ tông, giới cho bá tánh máu hồng bớt rơi. Tu cầu cha mẹ thảnh thơi, quốc dương thủy thổ, chiều mơi phản hồi. Đó là cái sự tu của chúng ta. Rồi cầu sao? Là thực hiện quá trình cầu nguyện. Sau khi chôn cất cha mẹ xong, chúng ta phải thực hiện cái quá trình cầu nguyện của mình. Thứ bảy chánh niệm, vậy thì khi cầu khi nguyện chuyện gì thành tâm, phải không quý vị? Mình cầu là bằng cái tâm hiếu của chúng ta kết hợp với anh chị em trong đạo, phải không? Bây giờ ta đã quy y đầu Phật thì phải do sự thành tâm cầu nguyện và đem sức khăn giấy của anh chị em trong đạo cầu nguyện cho vong linh của người chết được siêu sinh về nơi cõi thọ. Chúng ta kết hợp với đồng đạo mình bằng cái tâm hiếu của mình để cầu nguyện cho vong linh của cha mẹ được giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, giống như ông Mục Kiền Liên khi xưa. Ông muốn cứu bà Thanh Đề thoát khỏi địa ngục vô gián sanh lên cõi trời, thì ngài Mục Kiền Liên kết hợp cùng với tất cả các vị thánh tăng, chư tăng để thực hiện cái quá trình cầu cho vong linh của bà Thanh Đề được giảng sanh về cảnh giới an lành, đó là sanh trên, sanh lên cõi trời để mà hưởng phước. Vậy thì hôm nay chúng ta cũng như thế, phải ráng nha quý vị, thực hiện cái quá trình cầu để cho cha mẹ giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Và kế đó là chúng ta phải thực hiện quá trình cúng đám dỗ. Cúng đám dỗ như thế nào quý vị? Bây giờ có trường hợp là ở trên bàn thờ cúng một mâm chay, ở dưới đãi mặn cả lương pha hồn quản, phải không? Phải có vấn đề cúng là như vậy không? Mình là người tín đồ Phật giáo Hoài Hảo, ở đây mình bàn về vấn đề cho ông tín đồ Phật giáo Hoài Hảo thôi, người ngoài mình không nói tới. Có cái trường hợp mà ở trên cúng mâm chay, ở dưới đãi mặn không? Có không? Sao người có người không vậy? Bây giờ thì góp gọn lại là có hay không? Có phải không? Thì làm bằng cách nào? Nghỉ cúng hay sao? Hay là hai năm cúng một lần? Hay là như thế nào mấy cô? Thầy mình có dạy không? Thầy mình có dạy cúng chay không? Ở đâu? Thầy dạy cúng chay mà ở đâu? Nhiều người nói quá không biết. Ở đâu? Ngoài... ở đây là ngoài cái bài đạo hiếu đạo nhà thì ở đâu nữa? Trong mẫu chuyện bên thầy. Chứ bây giờ mình đâu có gặp thầy đâu, phải không quý vị? Mà nói thầy dạy ở đâu đâu có biết. Trong mẫu chuyện bên thầy, thầy dạy chúng ta phải cúng chay. Bây giờ mà mình ở nhà có mình nên mình ăn chay, mà tất cả gia đình mình ăn mặn, thì gắng cố gắng khuyên gia đình của mình
phải thực hiện quá trình cúng chay. Tại vì cúng mặn không đem lại cái lợi lạc gì đối với cái người người chết. Cho nên thầy chỉ dạy chúng ta cúng chay vào tháng 4 năm Canh Thìn 1940. Lúc này thầy đang thuyết pháp ở tại tổ đình. Thì lúc này ông Lê Phát Huynh mấy đạp xe đến tại tổ đình để nghe thầy thuyết pháp. Khi thầy thuyết pháp xong cho tất cả các anh em tín đồ ở đó, có ông Lê Phát Huynh ở đó, thì mới bàn về cái vấn đề cúng ngày lễ dỗ. Thầy mới hướng qua ông Lê Phát Huynh, thầy mới hỏi: này ông hương trưởng, lúc mạnh ông ăn được mấy chén? Thì ông Lê Phát Huynh mới đứng lên bạch thầy: lúc mạnh con ăn được 7-8 chén. Thì lúc này thầy hỏi tiếp: vậy thì lúc bệnh ông ăn được mấy chén? Ông Lê Phát Huynh mới đứng lên bạch thầy: lúc bệnh con ăn khoảng chừng 1-2 chén là cùng. Thì lúc này thầy mới hỏi dồn: vậy thì lúc chết ông ăn được mấy chén? Lúc này mặt mày của ông Lê Phát Huynh xanh mét hết trơn, quý vị không biết là thầy hỏi cái gì. Tất cả các anh em tín đồ đều im phăng phắc để mà nghe thầy, không biết là cái ý như thế nào. Thì thầy mới nói như thế này: tôi hỏi thiệt đó. Thì mọi người đều im ru không ai trả lời. Thì thầy mới nhắc thêm một lần nữa. Thì lúc này ông Lê Phát Huynh ổng lúng túng không biết trả lời sao. Ổng mới đứng lên bạch thầy: chết thì làm sao ăn được thầy? Thì thầy mới ôn tồn chỉ dạy: đúng thế ông à, con người ta chết rồi thì làm sao ăn được. Sở dĩ con cháu cúng lễ dỗ là do tưởng nhớ cái công sanh thành dưỡng dục, và tưởng nhớ cái ngày chia cắt đời đời là cái ngày chết của chúng ta đó, và tưởng cái câu là sự vong như thể sự tồn vậy thôi. Nhưng mà trong ngày kỵ dỗ, nếu xác sanh gà vịt nhiều quá thì linh hồn sẽ không siêu thoát được. Đó là lời dạy của Đức Thầy. Khi mà thầy dạy xong câu đó rồi, thầy dạy thêm, thầy mới trở về phòng. Tất cả các quý vị ở đó đều xôn xao, không biết thầy nói vậy rồi tới ngày kỵ dỗ mình phải làm sao. Thì đang bàn luận sôi nổi, thầy mới bước đến. Thì quý vị mới có một vị mới đứng lên bạch thầy: vậy thì thầy hãy chỉ dạy cho anh em chúng con như thế nào trong cái ngày lễ dỗ. Thì thầy mới nói như thế này: cúng ít tội ít, cúng nhiều tội nhiều. Rồi một người vị mới đứng lên nhanh miệng nghe quý vị: bạch thầy, vậy thì không cúng được không? Thầy nói: không cúng xa địa ngục. Tại sao? Tại vì chúng ta cúng mặn, cúng ít thì chúng ta tội ít, cúng nhiều chúng ta tội nhiều. Không cúng mất đi gốc rễ, là mất đi cái tổ tiên cha mẹ của chúng ta thì sẽ bị đọa vào địa ngục. Rồi sao quý vị? Tất cả mọi người im phăng phắc. Thầy mới đi đến cái chiếc ghế kế tiếp ở đó, thầy mới ngồi xuống đọc cái bài báo hiếu đạo nhà, quải đơm cúng tế lệ xưa nay. Cái bài này mà hồi đó tôi đi đám dỗ đó quý vị, tôi diễn ngâm cũng được lắm, nhưng mà ở đây tôi không có đọc giảng quý vị. Quải đơm cúng tế lệ xưa nay, xác vật trâu heo đứa mị bài, kẻ mất cho ăn suy khó hiểu. Người còn bạc đãi lạ lùng thai, cái người mất mà chúng ta cho ăn, còn mẹ mình hay cha mình còn sống thì lại bạc đãi, thì thầy ghi như thế nào? Lạ lùng thai. Cháu con báo hiếu theo nhà Phật, cha mẹ qua đời thủ lễ chay, trong sạch nghĩa nhân dày mới đáng hồn linh, siêu thoát nhẹ cao bay. Và cái câu thầy chốt cuối cùng, khi đọc cái bài quải đơm này xong, thầy mới chốt một cái câu cuối cùng là: tất cả phải cúng chay. Đó là cái câu cuối cùng mà Đức Thầy chốt cho chúng ta. Khi mà thầy đã đọc cái bài quải đơm xong, vậy thì trong cái ngày lễ dỗ hãy gán cố gắng thực hiện theo lời Đức Thầy chỉ dạy, phải cúng chay. Đó là chúng ta đã đền trả công ơn của cha mẹ, tổ tiên đã vì ta mà hy sinh cả một cuộc đời. Vậy thì kính thưa toàn thể chư quý vị, bây giờ chưa chú ơi, còn một vế nữa. Chú kia không đứng dậy chưa? Mặc dù bánh trái dọn hết rồi nhưng mà chưa. Giáo lý viên nói chưa là chúng ta chưa kết thúc, phải không? Bây giờ tóm về cái phần mà cha mẹ,
lúc còn sống là phải như thế nào? Phải dâng lời. Thứ hai là khuyên can. Thứ ba là nuôi nấng bằng cái sự kính trọng. Thứ tư là phải gây cái sự đoàn kết đối với anh em. Thứ năm là phải tạo hạnh phúc cho cha mẹ vui lòng thỏa mãn. Thứ sáu là phải hằng đêm cúng cầu cho tuổi thọ cha mẹ được tăng long. Và thứ bảy là khi cha mẹ chết phải thực hiện quá trình tu cầu cho cha mẹ được giảng sanh và phải cúng chay theo lời Đức Thầy đã chỉ dạy. Rồi bây giờ tới đền ơn tổ tiên. Thầy dạy như thế nào? Còn đền ơn tổ tiên là đừng làm điều gì tồi tệ điếm nhục tông môn. Nếu tổ tiên có làm điều gì lầm lẫn gây quả đau thương lại cho con cháu, ta phải quyết chí tu cầu và hy sinh đời ta làm điều đạo nghĩa để rửa nhục tổ đường. Ở đây phân tích nhanh như thế này. Muốn đền ơn tổ tiên có hai nghĩa. Nghĩa đầu tiên là không làm điều gì tồi tệ điếm nhục tông môn. Không trộm cắp, uống rượu, cờ bạc, á phiện, ma túy, giết người, cướp của ảnh hưởng đến tổ tiên của chúng ta. Thì đó là chúng ta không phạm về tứ đổ tường. Cho nên mình mới như thế nào quý vị? Mới đền trả ơn tổ tiên không làm điều gì tồi tệ điếm nhục tông môn. Còn nếu ngược lại tổ tiên mình như thế nào? Tổ tiên mình có làm điều gì lầm lẫn gây quả đau thương lại cho chúng ta, thì cái việc đầu tiên của mình là quyết chí tu cầu. Lúc nãy tôi có nói nghe quý vị, chỉ có tu là chúng ta mới đền trả được ân tổ tiên cha mẹ thôi. Chúng ta không tu một cách chính đáng thì chúng ta không đền trả được công ơn của tổ tiên cha mẹ. Và hy sinh đời ta làm điều đạo nghĩa để rửa nhục tổ đường. Hy sinh đời ta là như thế nào? Là mình phải làm hết tất cả các việc thiện, tức là tu phước, rồi nấu cơm, nấu cháo, xây cầu, đắp đường, bồi lộ, tất cả các thứ để sao quý vị? Đem lại cái sự vinh quang cho tổ tiên của chúng ta. Đó là mình đã đền trả được ơn tổ tiên. Vậy thì rốt lại có ba điều. Thứ nhất, không làm việc quấy ác. Thứ hai, phải ráng chí tu cầu. Thứ ba, xả thân phụng sự đạo pháp, là chúng ta đã đền trả ân tổ tiên. Ráng tu đắc đạo cứu củ quyền, thoát chốn mê đồ đến cảnh tiên. Ngõ đáp ơn dài công sáng tạo cho ta, hình dốc học cơ quyền. Thì kính thưa toàn thể chư quý vị, vừa qua trên dưới hơn một tiếng đồng hồ, chúng ta đã cùng tìm hiểu, trao đổi, chia sẻ qua chuyên đề ân tổ tiên cha mẹ, biết được 9 chữ cù lao, 10 điều ơn. Đó là những gì chúng ta đã thọ từ cha mẹ. Muốn thọ rồi thì mình phải đền trả. Bằng cách là chúng ta phải dâng lời, phải khuyên can, yêu thương, kính trọng cha mẹ, đoàn kết và phải cầu cho cha mẹ hưởng điều phước thọ. Khi chết phải thực hiện quá trình tu cầu và cúng chay. Còn đền ơn tổ tiên là chúng ta không làm điều gì quấy ác ảnh hưởng đến tổ tiên của chúng ta, và phải quyết chí tu cầu. Và cuối cùng là xả thân phụng sự đạo pháp, mới cứu an được những điều mà tổ tiên gây quả đau thương đối với chúng ta. Vậy thì qua cái chuyên đề ân tổ tiên cha mẹ, ở đây quý cô quý chú lớn tuổi rất là nhiều, thì qua chuyên đề này cũng nhằm để mà nhắc nhở, trao đổi của chúng tôi với toàn thể chú quý vị. Nếu chúng ta còn cha còn mẹ thì hãy gắng trở về, quay về với cái tâm hiếu của mình. Quay về với cái tâm hiếu của mình để thực hiện rốt ráo cái quá trình mà chúng ta nuôi cha dưỡng mẹ. Nếu chúng ta còn cha còn mẹ thì điều tốt hết quý vị, đó là hai vị Phật sống của chúng ta. Và hãy nhớ rằng nuôi cha nuôi mẹ mình phải thể hiện bằng cái tâm. Thì khi thể hiện bằng cái tâm rồi thì chúng ta mới hoàn mãn với cái quá trình mà Đức Thầy chỉ dạy cho chúng ta. Và khi Thầy trở lại, chúng ta mới đủ cái cơ hội để dự Đại hội Long Quang nghe quý vị, chỉ trọn trung hiếu thôi. Vậy thì trước khi rời khỏi diễn đàn, cũng cầu chúc cho toàn thể chư quý vị được thân khỏe tâm an, bồ đề tâm tinh tấn, và khi trở về nhà
Qua chuyên đề ân tổ tiên, quý vị sẽ động lại trong tâm của mình một phần về vấn đề hiếu đạo mà từ lâu chúng ta đã quên lãng. Không biết cái sự săn sóc của mình có đem lại cái kết quả hay không, thì qua chuyên đề này chúng tôi nhắc lại và cùng chia sẻ với quý vị, để khi chúng ta còn cha mẹ có thiếu sót chỗ nào thì mình sẽ bù đắp vào chỗ đó, để cha mẹ chúng ta được an lòng và chúng ta cũng vui làm mình là một cái người con chí hiếu hay quý vị. Vậy thì trước khi rời khỏi diễn đàn cũng cầu chúc cho quý vị được an lành nghe quý vị. Ngày mai chúng ta có nhân duyên, chúng ta sẽ gặp nhau tại hội trường Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, xã Long An. Vậy thì xin bàn phép kính chào Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thay mặt ban tổ chức, chân thành cảm ơn giáo lý viên Nguyễn Thị Trang. Kính thưa chư quý vị và chư quý đồng đạo, trên dưới một tiếng đồng hồ, giáo lý viên Nguyễn Thị Trang đã chi tiết thật tỉ mỉ, thật diễn qua cái chuyên đề ân tổ tiên cha mẹ mà chúng ta ai cũng phải thực hiện hết. Vậy một lần nữa thay mặt ban tổ chức kính chúc sức khỏe giáo lý viên Nguyễn Thị Trang luôn được dồi dào và đem cái giáo lý của Đức Tôn Sư ban rải khắp nơi nơi và càng ngày càng tiến bộ hơn. Thì ngày chúng ta quan kính cho giáo lý viên rồi. Nam mô